Một chiếc RV có đầy đủ các yếu tố tự nhiên ở bên trong ấy thì ở Việt Nam hiện nay cũng không có quá nhiều. Với diện tích 150m² thì chiếc RV này là điển hình cho phong cách đó. Có những chú chim rất dạng người và quấn chủ. Ở đây điển hình đó chính là những chú chim sáo nâu. Ngoài ra điều mà mình ấn tượng ở đây đó chính là dòng suối. Dòng suối ở đây thì gần như là mang tính chất tự nhiên chứ không có một chút bàn tay của con người tạo lên. Và để thưởng thức đam mê và không gian trọn vẹn hơn thì ở đây có một chiếc bàn để mọi người ngồi vào đây có thể cảm nhận không gian cũng như là mọi vật xung quanh nó như thế nào. Thực sự thì đối với cả những loài chim trong này thì đây là một môi trường sống quá là mơ ước rồi, quá là lý tưởng, bởi vì là về cái độ tự nhiên ý, thì chiếc RV này nó có thừa mọi người nhá. Và để cảm nhận kỹ hơn và rõ hơn chiếc RV này thì mọi người hãy qua kênh YouTube của mình và xem những cái video dài hơn. Ở đây thì mình chỉ có chia sẻ qua cho mọi người thôi, đây là những cái video ngắn nhá. Hàng trăm chú chim chào mào ở đây thì thực sự là cho ăn quá là đặc biệt luôn, nhìn nó mới đã làm sao á, quá là tuyệt vời.